Vâng em à, xin chào toàn thể các bác là thợ bẫy chim trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thì lời đầu tiên cho em gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác. Thì hiện tại thì nhà em bắt đầu lại mới về cái hàng lưới. Thì nói chung là thời gian vừa qua thì một số hàng nó đã hết hàng. Thì hiện tại thì nhà em đã về rất là nhiều mặt hàng rồi. Thì dành riêng cho anh em để anh em đi trải nghiệm. Thì nhà em thì đầy đủ, hiện tại là đầy đủ các loại mắt và các loại sợi. Nhà em có loại sợi mắt 8 phân nhé, em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác luôn. Mắt 8 mắt 2 phân 8 này, lưới dù nhé. Để dành riêng là lưới dù nhé, 2 phân 8, 3 phân và 3 phân rưỡi. Mắt 5 phân, sợi mắt 5 phân này, sợi 3 này, mắt 6 phân, sợi 4 này. Mắt 8 phân sợi 3 và sợi 4 và sợi 6. Nhưng hàng đã bắt đầu về đấy. Và mắt 9 phân sợi 4 và sợi 6. Đấy, dành riêng cho là cái loại lưới dù đấy. Thì hiện tại thì nhà em về rất là nhiều luôn cho anh em. Anh em là cần cái loại gì thì em sẽ cung cấp cho anh em loại mắt đó. Hiện tại về cái tầm này thì nó sẽ là đi bắt chuẩn bị, nó lại vào mùa đánh sáo di cư này và đánh con chìa vôi. Thì sáo di cư thì thường đánh anh em, một là anh em đánh mắt 3 phân rưỡi hoặc là mắt 6 phân, 5 phân. Đấy, và đánh hét xoan nhá. Đấy, nó có mấy loại. Đấy thì nhà em thì hiện tại thì nhà em thì sẽ làm hết các loại lưới. Đấy thì lưới thì đã sẽ được làm sẵn này. Đây ví dụ như cái bộ. Thường thường nhà em thì nó sẽ làm sẵn hết cho anh em là như này. Đấy, là chạy rừng bốn xung quanh nhuộm sẵn màu rồi về chỉ việc buộc vào sào đánh thôi. Đấy nhá. Anh em nhá. Anh em nào cần đấy, còn cái loại mà cái loại lưới mà lưới mắt mắt mà mắt đánh chim sẻ hoặc là chim di đấy thì em sẽ làm sào hết cho anh em rồi đấy. Còn riêng cái dòng này thì dòng chim lớn đấy mà cây sào cao thì nói chung là nhà em thì cũng thời gian này cũng rảnh rỗi thì em sẽ làm hết cho các bác đấy. Còn đây giường, đây giường nhá, đây là giường dù này, cái dòng này dòng không giãn này. Đấy em đã nhuộm sẵn hết cho anh em rồi đấy, dòng này dòng không giãn nhé, nhuộm sẵn hết cho anh em để anh em về việc đấy. Con này coi lưới với cả là mấy cả dây dù là đều đồng màu hết nha các bác nhá, đều nhuộm màu theo là màu coi ẩn với màu của đất luôn. Đấy, không để lộ cho anh em lộ những cái loại lưới sẽ vì khi trải ra nó sẽ không lộ ở ngoài bãi đánh đấy. Còn đây em thì nó có mấy loại lưới, mấy loại cước. Ví dụ loại anh em là thích loại giường bằng cước đây, dòng cước này cước xe nhá. Đấy, cước xe nhá. Đây thế này, dòng nếu anh em là cần cái dòng lớn thì em sẽ cung cấp cho anh em cái dây cước lớn. Đấy, dây cước lớn và dây cước bé này em đều cung cấp hết. Đây còn đây. Đối với dòng lưới cước nhá. Lưới cước này, dòng này là dòng cước Thái nhá các bác nhá. Hàng cước Thái xịn nhá. Nhà em không bán cái hàng vớ vẩn đâu, hàng Trung Quốc đâu. Nhưng em nói luôn cho các bác luôn. Đấy, còn đâu nhà em thì dòng cước Thái này thì nó có mấy loại mắt. Như hiện tại nhà em thì để lưới úp ấy, lưới úp cò, úp vạc hoặc là anh em đánh cả úp cả cu gáy hoặc cu ngói đều được. Thì nó có mắt 8 phân, mắt 8 từ mắt 8 phân trở lên nhé. 8 phân và 9 phân và 10 phân và 12 phân. Anh em nào cần dùng 12 phân thì đều sẽ có 12 phân cho các bác. Đấy. Hiện tại thì nó là thuộc của nó mộc này, mộc trắng này. À mộc của nó mộc màu xanh nguyên bản. Đấy, nguyên bản của nó nhá. Nó như này. Đấy các bác ạ. Ở đây đây cái dòng này dòng là em đã nhuộm cho anh em rồi, màu đen, màu tàng hình cho anh em để anh em đi đánh luôn, khi ra ngoài trải ra ngoài ruộng ok luôn đấy, không nhìn thấy luôn. Mà em đi đánh cỏ bạc à, em lưới em phơi nắng phơi sương hết gần như một cả tháng, coi như cả vụ em mới thu về mà không phai màu. Em đảm bảo luôn cho các bác là không phai màu nhé, đánh người kiểu vụ này sang vụ khác vẫn vô tư không phai màu luôn.
Em đảm bảo luôn, chắc chắn luôn nha các bác nhá. Còn dòng này thì không thể nó là xê mắt được, đảm bảo không xê mắt luôn. Đánh vô tư, em trèo lên đấy các bác như thế xem. Các bác xem video của em đánh đấy, em trèo lên vô tư thoải mái đâu, nó cũng không rách đâu. Đấy chứ còn là dòng cái lưới đều mà dưới lưới Trung Quốc thì dẫm lên phát rách bờ bùng bục ngay. Riêng dòng này của nhà em nó khác. Đấy, anh em nào cầm lưới nhà em rồi thì các anh em đều biết nhà em nói là như nào. Đấy, nhà em thì nói chung là đầy đủ phụ kiện, loại lưới ngày lưới đêm nhá, lưới chim đêm rồi lưới ngày, lưới úp đấy, lưới tàng hình, nói chung cò vạc để các anh em. Đấy là dòng cò vạc bằng xốp đấy nhá. Đấy, em thì đầy đủ phụ kiện luôn. Một số anh em thì cũng không rõ là nhà em làm lưới chim đêm cho nên mà cứ nói em nói thì mới biết, nhưng mà thực ra nhà em đầy đủ phụ kiện hết. Các bác cần loại gì em sẽ cung cấp hết loại đấy, là đảm bảo chất lượng luôn, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Nên cho nên mà một số anh em nào mà cần cái loại mắt 8 vân sợi 4 ấy, thời gian vừa qua đấy mới là sợi 3 đấy, em thì em giờ nó nhiều số điện thoại lắm nên là không nhớ để gọi lại cho các bác được. Thì các bác ấy xem video của em thì hãy gọi lại cho em. Thì số điện thoại thì em thường để trên góc màn hình của kênh ấy, thì các bác cứ liên hệ với em sẽ làm hết cho các bác hoàn chỉnh luôn nhà em nhá. Hiện tại là em bán sỉ và bán lẻ luôn cho các bác. Đấy, anh em nào cần làm lưới hay như nào mua hẳn về một cục, một súp của nó đấy, tầm khoảng mười mấy cân hay mấy 20 mấy cân, thì các anh em về có thể làm bán cho anh em được. Thì với cái giá sỉ nó sẽ khác giá lẻ, cho nên là em sẽ ưu đãi những anh em nào lấy hẳn cả một cục lớn để về làm bán cho anh em. Đấy, bác nào cần thì cứ liên hệ với em. Em chào toàn thể các bác và hẹn các bác video tiếp theo ạ.